Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách tải và mua phần mềm Auto Market Play ở website foresoftware.com. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào website foresoftware.com, đúng không ạ? Các bạn vào trình duyệt web và các bạn tiến hành gõ tên miền foresoftware.com thì chúng ta sẽ được vào cái giao diện như thế này. Rồi bước đầu tiên thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách nạp tải phần mềm. Thì các bạn có thể click vào cái phần bảng giá này hoặc là click vào cái tải phần mềm này, chọn Auto Market Play, đúng không ạ? Ok. Thì các bạn tiến hành các bạn click vào tải bản thương mại ngay, đúng không ạ? Các bạn click vào. Đó. Và có một cái lưu ý dành cho các bạn là các bạn trước khi tải phần mềm cũng như là sử dụng phần mềm, trong cái quá trình sử dụng phần mềm thì các bạn cần phải tắt cái phần mềm diệt virus đi, đúng không ạ? Các bạn tắt phần mềm diệt virus đi, cũng như là tắt từng lửa nếu như có từng lửa. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chờ một chút để tải cái phần mềm này về. Đây, nó đang load ra này. Ở đây thì Nhất tiến hành tải cái phần mềm này rồi. Đây. Rồi. Sau khi tải về thì các bạn tiến hành giải nén, đúng không ạ? Các bạn sẽ tiến hành giải nén. Đó. Các bạn sẽ tiến hành giải nén ra. Rồi nhắc lại là trước khi tải phần mềm cũng như là trong quá trình sử dụng phần mềm, các bạn cần phải tắt từng lửa cũng như là phần mềm diệt virus đi nếu như các bạn có, đúng không ạ? Đó, cái phần mềm Nhất tiến hành tải về thì nó đã hiện ở đây rồi. Đó, đúng không ạ? Thì các bạn tiến hành tải cái bản thương mại này nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn vào cái thư mục download. Đó, các bạn giải nén cái phần mềm này ra. Rồi chúng ta sẽ tiến hành khởi động phần mềm, đúng không ạ? Thì phần mềm này sẽ bắt chúng ta nhập một cái key. Thì cái công việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ sau khi tải phần mềm về rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại website và chúng ta click vào phần bảng giá này. Chúng ta tiến hành tạo đơn hàng. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành mua phần mềm nhé. Bước 2 là chúng ta sẽ tiến hành mua phần mềm. Thì các bạn sẽ lựa chọn những cái gói phù hợp với các bạn. Đó. Bản Auto Market Play á, thì nó tức là bản Pro, đúng không ạ? Đây, Nhất sẽ mở cho các bạn bản Pro. Pro Market Play thì nó sẽ có đầy đủ các tính năng. Tuy nhiên thì nó không có giao diện gom tin nhắn. Còn phần mềm Premium Market Play thì có cái tính năng đó là gom tin nhắn về một giao diện để cho chúng ta dễ quản lý đơn hàng hơn. Rồi, thì các bạn lựa chọn cái gói phù hợp với mình. Thì ở đây Nhất sẽ mua cái gói 1 năm. Tiến hành tạo đơn hàng với gói 1 năm, đúng không ạ? 12 tháng. Gói Premium. Rồi, click vào. Thì ở đây các bạn cũng có thể click vào đây này. Đó. Để tải. Đó. Đơn giản đúng không ạ? Rồi. Thì các bạn sẽ click vào thêm vào giỏ hàng. Đấy, Nhất sẽ mua cái gói này luôn. Rồi, các bạn click tiếp vào tiến hành thanh toán. Rồi, việc của các bạn là điền thông tin vào, đúng không ạ? ID chẳng hạn. Email. Rồi, số điện thoại. Rồi, địa chỉ. Rồi, click vô tạo tài khoản mới luôn, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì các bạn có thể lựa chọn hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc là quét Momo. Đó. Thì đây Nhất sẽ chọn cái hình thức chuyển khoản ngân hàng. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản và điều kiện của website, đúng không ạ? Rồi click đặt hàng. Rồi chúng ta chờ một chút để quá trình tạo đơn hàng diễn ra. Đó, sau khi mà tạo đơn hàng rồi thì chúng ta sẽ nhận được cái thông báo như này, đúng không ạ? Cảm ơn, đơn hàng của bạn đã được nhận, mã là 982.
ngày tạm đây đúng không ạ, email đây, tổng cộng là chúng ta chuyển khoản 3.8 vào cái số tài khoản này đúng không ạ, Đào Xuân Quyết, ngân hàng Vietcombank, số tài khoản đây đó. Thì khi mà chúng ta tạo xong đơn hàng thì chúng ta vào mail chúng ta kiểm tra đúng không ạ, chúng ta vào hộp thư email đó. Vào hộp thư email kiểm tra thì sẽ có một cái email gửi đến cho chúng ta đây này đúng không ạ, Forex Software, đơn hàng tại Forex Software được đặt, đơn hàng mới đây, tài khoản được tạo đây đúng không ạ, mật khẩu của chúng ta ở đây. Rồi, cái công việc của chúng ta tiếp theo là chúng ta chuyển khoản vào số tài khoản này đúng không ạ. Nếu các bạn thanh toán Momo thì các bạn quét mã thanh toán Momo để các bạn tiến hành thanh toán. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ chat đúng không ạ, chúng ta vào đây và chúng ta chat tiếp tục với dưới thứ nhất đúng không ạ. Đó, chúng ta chat. Rồi, chúng ta có thể chụp hình lại cái phần giao dịch của chúng ta. Đây là cái ví dụ đúng không ạ, đây là một cái khách hàng đã tiến hành gửi đấy, bên mình có bạn inbox chưa đấy, thì tớ đã mua key rồi, bạn kích hoạt cho tớ nhé, thì các bạn chụp lại thôi đúng không ạ. Thì các bạn lưu ý ở đây nó có cái mã đơn hàng này, có một cái mã đơn hàng này, thì nội dung chuyển khoản thì các bạn ghi cái mã đơn hàng này đó, ghi cái mã đơn hàng. Rồi các bạn nhắn tin đúng không ạ, nhắn tin cho fanpage để tiến hành thông báo như thế này, các bạn chụp hình đúng không ạ, chụp hình cái chi tiết giao dịch này, các bạn gửi cho page và nói rằng là kích hoạt cho tớ mua key đúng không ạ, cho tớ mua key hoặc là cung cấp key cho tớ vì tớ đã mua đơn hàng thành công rồi này, đã chuyển khoản rồi, thì bên Forex Software sẽ tiến hành cung cấp cho bạn cái mã khóa như này để các bạn kích hoạt đúng không ạ. Đó, và bây giờ Nhất sẽ tiến hành khởi động phần mềm. Đây, khởi động phần mềm. Thế cái giao diện phần mềm bản premium nó sẽ có phần tin nhắn như thế này đây đúng không ạ, có phần tin nhắn như thế này và được đăng rất là nhiều tài khoản, và bản premium cũng như là bản Ultimate Play, bản Pro thì nó y như nhau đúng không ạ. Bản premium chỉ có cái chức năng là gom tin nhắn như thế này trên một giao diện này cho chúng ta sử dụng. Đấy. Còn nếu như các bạn mua bản Pro Marketplace thì nó sẽ không có cái phần tin nhắn này nhá, có giao diện nó vẫn như thế này, tuy nhiên chúng ta không sử dụng được cái tính năng gom tin nhắn này đúng không ạ, chúng ta có thể chat trực tiếp luôn. Và ngay bây giờ thì Nhất sẽ vào cái tài khoản của Nhất đã đăng nhập những cái nick rồi để cho các bạn theo dõi đúng không ạ. Rồi, ok, các bạn lưu ý nhá, để có thể mua được phần mềm Auto Market Play thì các bạn vào website forexsoftware.com và các bạn tiến hành tạo đơn hàng thôi. Các bạn lựa chọn cái phần bảng giá này đúng không ạ? Lựa chọn phần bảng giá này. Đấy, các bạn lựa chọn cái gói phù hợp với bản thân và mong muốn mua. Sau khi tạo đơn hàng xong thì các bạn kiểm tra email này. Đấy, đơn hàng mới đã được tạo đây. Thì cái công việc của bạn là gửi chuyển khoản đúng không ạ? Gửi chuyển khoản và sau đó chụp màn hình giao dịch và vào fanpage. Đây, các bạn có thể bấm trực tiếp vào đây hoặc là các bạn có thể vào lên Facebook có Forex Software đúng không ạ? Các bạn nhắn tin gửi cái phần giao dịch này thì nhân viên sẽ tiến hành gửi mã key cho bạn để các bạn kích hoạt phần mềm. Và đây là giao dịch của chúng ta các bạn. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ vào một cái tài khoản khác của Nhất để theo dõi xem là cái cách sử dụng như thế nào cũng như có một số cái lưu ý gì nhá. Ok, xin mời các bạn. Ok, sau khi kích hoạt phần mềm thì đây là cái giao diện của phần mềm Auto Market Play phiên bản Premium đúng không ạ?
tức là phiên bản mà có chứa cái phần tin nhắn này đây. Thì đây là một cái phần mềm mà Nhất đã sử dụng rồi và đã thêm rất là nhiều cái tài khoản đăng bài ở đây, đúng không ạ? Thì cái công việc của các bạn đơn giản thôi, là các bạn sẽ thêm tiêu đề sản phẩm, rồi mô tả sản phẩm, rồi giá bán, danh mục, rồi tình trạng. Các bạn tiến hành chọn thư mục hình ảnh. Cái phần logo này thì tùy các bạn có thể thêm hoặc là không. Rồi vị trí niêm yết, thẻ tag. Thì cái thẻ tag này các bạn lưu ý nhé, là các bạn điền giống như thế này, điền giống như thế này, hiểu không ạ? Tức là không có dấu thăng, mà chúng ta sẽ cách nhau bằng dấu gạch đứng như thế này. Rồi, cái phần tài khoản này thì ở cái phiên bản mới update này thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái file txt lên, tức là file not, đúng không ạ? Đây, file not page đây. Rồi, chúng ta tiến hành mở cái file not page này. Thì cái công việc của các bạn là tiến hành lấy cookie. Thì cái phần lấy cookie thì Nhất sẽ không hướng dẫn ở video này. Các bạn sẽ tiến hành dán cái cookie này xuống, đúng không ạ? Dán cái cookie vào đây. Các bạn sẽ tiến hành dán cookie vào đây. Rồi, mỗi cái cookie thì các bạn lưu ý, nếu các bạn có nhiều tài khoản thì các bạn hãy enter và xuống dòng, đúng không ạ? Các bạn cứ enter và xuống dòng. Nếu có nhiều cookie thì các bạn cứ dán vào xong các bạn enter để xuống dòng và thêm cái cookie tài khoản khác vào. Đấy, rồi các bạn tiến hành lưu lại. Đó, các bạn tiến hành lưu lại. Đúng không ạ? Lưu lại. Rồi, cái công việc của bạn là click vào thêm này, đúng không ạ? Và các bạn chọn thôi. Ví dụ ở đây Nhất có cái file cookie này này. Chúng ta click vào, chúng ta chọn. Đấy, open lên. Thì một loạt cái tài khoản đăng bài của chúng ta sẽ được thêm vào. Đó. Đấy, còn các phần khác thì giống như là những cái bản hướng dẫn trước mà Nhất đã hướng dẫn các bạn. Đấy, thì đây có 2, 4, 5 nick, đúng không ạ? Nhất đang sử dụng 5 nick. Và cái phần nào các bạn có thể thấy là đăng bài thành công rồi này đó, và sẽ có rất là nhiều tài khoản đó, rất là nhiều tài khoản ở đây, chúng ta có thể click vào, đúng không ạ? Có thể click vào để chúng ta xem đó. Ví dụ cái tài khoản này thì chúng ta xem tin nhắn này đó, xem tin nhắn, chờ nó tải một chút, đúng không ạ? Đấy, rồi ok rồi, trên đây là cái phần tin nhắn khác nữa. À, chúng ta lưu ý này là chúng ta sẽ click vào tab này để cho nó load, cho nó nhanh, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta ấn trực tiếp này thì nó sẽ hơi lâu một chút, đúng không ạ? Hơi lâu một chút. Và cách chúng ta qua cái tab đăng bài này. Đó, rồi chúng ta sẽ click vào tab tin nhắn thì nó sẽ nhanh hơn một chút, đúng không ạ? Đó. Bởi vì tích hợp cái phần này thì nó sẽ, cái phần tin nhắn này thì nó sẽ hơi nặng một chút, thì chúng ta chịu khó chờ. Đó, thì chúng ta làm nhắn tin với khách này, đúng không ạ? Rồi có thể thêm hình ảnh, các file định dạng, vân vân. Đó, cái phần mềm của chúng ta nó sẽ như thế này. Nó sẽ rất là tiện để chúng ta có thể check những cái tin nhắn của khách hàng khi mà nhắn tin đến cho chúng ta, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy. Đấy, nó sẽ như thế này đây. Đấy, rất là nhiều đây, đúng không ạ? Từng khách hàng thì nó sẽ từ đây xuống. Đó. Đấy, các bạn có thể click vào, các bạn check thôi, cũng vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Và những cái phần này thì các bạn xem những cái video trước nhá, cái video hướng dẫn trước thì Nhất đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ rồi. Các bạn hãy làm đúng theo những cái gì mà Nhất hướng dẫn. Đó, phần tiêu đề sản phẩm thì các bạn, ví dụ các bạn viết không dấu, viết có dấu không được, đúng không ạ? Nếu như các bạn viết có dấu không được thì các bạn cũng bật phần mềm not lên thôi, đúng không ạ? Phần mềm not page này các bạn viết xong đó các bạn copy và các bạn dán vào đây, đúng không ạ? Dán vào đây, dán vào đây. Đó. Rồi, cái phần này thì các bạn định dạng cái tọa độ vị trí này cho nó chính xác. Rồi cái thẻ tag này các bạn cũng không để dấu thăng ở phần trước này, thực ra để cũng được, nhưng mà tốt nhất để cho phần mềm nó hoạt động tốt nhất thì các bạn cứ làm đúng như thế này, đúng không ạ? Bản thân nếu mà để dấu thăng thì cũng không sao cả. Tuy nhiên, để cho các bạn dễ cho các bạn thì các bạn nên làm như thế này. Và tốt nhất là làm như thế này, đúng không ạ? Rồi, cái phần này thì lưu ý nó có một phần khác, không có phần paid. Cái tài khoản vào thì chúng ta có thể thêm, đúng không ạ? Bởi vì cái bản này bản premium. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cho rất là nhiều nick. Thì chúng ta thêm bằng cách là chúng ta tạo một cái file not paid, chúng ta dán vào, đúng không ạ? Nhất sẽ nhắc lại các bạn cái phần này,
dán vào đây, dán từng cái cookie vào đây và các bạn lưu lại. Và sau đó các bạn thêm vào bằng cách là click vào thêm đó và chọn cái file mà chúng ta lưu đấy và chúng ta mở open. Như vậy là xong, vô cùng đơn giản. Thì cái thời gian delay này đối với cái nick mới thì các bạn chú ý là các bạn để lên 300 đến 500 giây để cho phần mềm này làm quen với nick, đúng không ạ? Rồi, số bài đăng này thì lưu ý, đúng không ạ? Cái số bài đăng này thì lưu ý là phải nhỏ hơn hoặc là bằng số hình ảnh sản phẩm. Đó là số lưu ý cho các bạn. Thì khi mà các bạn sử dụng phần mềm, đúng không ạ? Thì nó sẽ bởi vì là tích hợp mà, đúng không ạ? Tích hợp này nên là nó sẽ loát hơi lâu một chút, nó sẽ có độ trễ, nên thành ra là các bạn chịu khó click ra rồi chờ một chút thì nó sẽ được thôi, không vấn đề gì cả. Đó. Đấy, rất là nhiều cái phần mà khách hàng đã nhắn đến này. Đó là những cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.